Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến việc gia tăng các vụ tai nạn giao thông tại hai ngã tư giữa đường tránh với tỉnh lộ 671 xã Đắc Cấm và ngã tư đường tránh với đường liên thôn tại xã Đắc Rơ Va, thời gian qua, cử tri đã liên tục có ý kiến kiến nghị. Đài Phát thanh và Truyền hình Kon Tum đã nhiều lần phản ánh. Đến nay, việc khắc phục các nguy cơ mất an toàn giao thông tại hai điểm nút giao thông này tuy đã được thực hiện nhưng chưa xử lý dứt điểm, hiệu quả mang lại chưa cao. Hàng ngày, những nguy cơ về mất an toàn giao thông vẫn luôn là nỗi lo sợ đối với người tham gia giao thông khi qua lại hai vị trí này. Từ khi mà bắt đầu cái tuyến tránh làm thì tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra trên cái tuyến lộ tỉnh lộ 671, mà đặc biệt là tại ngã tư này. Mà chủ yếu là do cái tình trạng là giữa ô tô và xe máy liên tục là tông nhau gây ra những cái tai nạn. Mà tính nếu như bình quân thì một tháng thì ít nhất cũng phải 4 vụ. Đó là va chạm là về ra, nhưng mà người dân thì nhiều khi là tự thỏa thuận với nhau. Chứ còn đã chết người thì đã 1-2 vụ chết người tại đây rồi, và những cái vụ chấn thương nặng thì cũng đã xảy ra ở đây rồi. Cái nguyên nhân là thứ nhất là tuyến này là tuyến tránh, xe chạy với tốc độ cũng là tương đối. Mà thứ hai là từ Ngọc Réo về là phía bên tay phải là tuyến đường bị chia khuất hoàn toàn. Cho nên hai xe thiếu cái tầm nhìn quan sát cho nên dẫn đến cái tai nạn giao thông ở đoạn này. Tôi ở đây là tôi chứng kiến liên tục, là vì hàng ngày là chứng kiến là về là các cái vụ này. Ít ra là một tuần có khi 1-2 vụ, hoặc có khi một tuần một vụ. Cái đặc điểm ở cái ngã tư này là coi như là bên hai cái hành lang của cái đường tránh tư này, coi như thế cái việc mà cấy cây, coi như là che cái khuất tầm nhìn của mọi người dân, cả người coi như thế là lái xe cũng như là người dân đi xe máy đi qua lại, coi như thế là cái tầm nhìn rất kém. Cái việc chính vì thế cho nên cái việc mà xảy ra tai nạn đã có rất nhiều vụ đã xảy ra. Trước sự gia tăng về số vụ tai nạn giao thông tại ngã tư đường tránh với tỉnh lộ 671, sau khi tuyến đường tránh qua thành phố đi vào hoạt động, cử tri xã Đắc Cấm, thành phố Kon Tum đã có ý kiến kiến nghị và đã được các đơn vị liên quan kiểm tra khắc phục. Về cái mất an toàn giao thông tại cái điểm giao với tuyến tránh chỗ Đắc Cấm, thì về việc này thì văn phòng đã phối hợp với ban an toàn giao thông tỉnh, phòng cảnh sát giao thông và ủy ban dân xã Đắc Cấm, công ty đường bộ Kon Tum đã tiến hành khảo sát và có sở giao thông khảo sát. Sau khi khảo sát đã văn bản thống nhất là tăng cường hệ thống toàn giao thông. Thì đến nay về cái chỗ nút giao này đã được nhà thầu bảo trì, đã khắc phục, đã sơn vạch giảm tốc, lắp đặt đèn cảnh báo. Hiện trạng trên tuyến đã có biển tốc độ 50 km/h và trong đường nhánh ra là 40 km/h. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn giao thông này thì văn phòng 3.4 người có trong cái biên bản làm việc kiến nghị về chính quyền địa phương là hiện nay cái đoạn tuyến ngã tư này nó có một cái vị trí hộ dân và cái hàng rào nó sát đường, thì cũng đề nghị là chính quyền địa phương tuyên truyền cho hộ dân đó và giải tỏa được cái vị trí này thông thoáng cái tầm nhìn đường thì sẽ đảm bảo về an toàn giao thông. Sau khi được tăng cường các biện pháp về đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực ngã tư này, tình hình tai nạn giao thông đã giảm đáng kể so với trước. Trước đây thì là xảy ra từ năm 2022-2023 là cái năm ấy là thường xuyên một năm là coi như thế, tháng nào cũng có một vụ. Có những vụ thì xảy ra coi như xảy ra chết người, còn có những vụ là hầu hết là bị thương vong. Sang năm này phối kết hợp giữa coi như thế là bên giao thông, bên đường bộ đã kẻ các giảm tốc và kẻ cái phân cách của đường kết hợp. Ví dụ quanh thế là giáo dục quần chúng của nhân dân ở trong xã đã có nhiều cái chuyển biến rất tốt. Tôi là người thường xuyên đi qua đây, qua lại đây, tôi thấy là bà con đã có cái ý thức là đi chậm, và từ đầu năm nay mới có một vụ giữa xe máy với xe máy, cho nên là cũng không xảy ra chết người nhưng là cũng xảy ra quanh là thương vong. Tuy hiện nay tình hình tai nạn giao thông tại khu vực ngã tư đường tránh với tỉnh lộ 671 đã có chuyển biến so với trước, nhưng theo quan sát của phóng viên cũng như cảm nhận của người đi đường, tại khu vực này vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất an toàn giao thông. Thứ nhất, tuy đã có quy định hạn chế tốc độ trên tuyến tránh là 50 km/h và trên tỉnh lộ 671 là 40 km/h, nhưng thực tế khu vực này có độ dốc khá vắng vẻ,
thiếu vắng lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm tra, nên các phương tiện giao thông di chuyển rất nhanh. Thứ hai, tại vị trí góc cua giữa tỉnh lộ 671 và đường tránh có hàng rào cây xanh sát đường che khuất hoàn toàn tầm nhìn của người tham gia giao thông trên tỉnh lộ 671 từ hướng Ngọc Réo qua đường tránh, rất nguy hiểm cho người đi đường. Trước đây thì cử tri xã Đá Cấm mà bản thân tôi cũng đã có ý kiến tiếp xúc cử tri ba cấp là nên ngày coi như ngành giao thông là đề nghị là mở cái vòng, một là vòng xuyến, hai là đèn xanh đèn đỏ để làm hạn chế, nhưng mà ngành giao thông nói đây là tuyến tránh, không thể làm cái chỗ vòng xuyến chỗ này phù hợp. Đấy, rồi nhằm giao thông sẽ đặt các cái biển báo, nhưng mà hiện nay biển báo để mà chỉ có hai cái đèn vàng các bốn ngã tư để làm giảm cái ấy, là nhưng mà nhiều người mà nếu mà thiếu quan sát là bị. Tuy nhiên, hiện nay việc giải tỏa hành lang cây xanh của hộ gia đình tại góc cua ngã tư gặp khó khăn do vướng công tác đền bù. Qua công tác làm việc với ban toàn giao thông với liên ngành thì tại vị trí này thì theo được biết của xã báo cáo thì đây là vị trí mà chưa được đền bù giải tỏa. Nhưng chỗ này mà để thực hiện việc này thì đoàn liên ngành thống nhất là đề nghị là ủy ban dân xã có biện pháp tuyên truyền và hướng dẫn cho người dân để đảm bảo an toàn giao thông, thì cố gắng phát quan ở chỗ đó để đảm bảo an toàn giao thông. Còn về lâu dài thì văn phòng 3.4 sẽ tiếp tục theo dõi và sẽ có, khi mà có đủ tiêu chí điều kiện thì sẽ báo cáo công an cấp trên để nâng cao giải pháp về an toàn giao thông qua cái ngã tư nút tránh. Trong khi chờ đợi các ngành chức năng giải tỏa, mở rộng hành lang an toàn giao thông, người dân trong khu vực này rất mong muốn lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát hoặc lắp đặt camera giám sát tốc độ các xe tải lớn, xe khách khi qua ngã tư. Ngoài điểm nút giao thông tại xã Đắc Cấm, hiện tại trên tuyến tránh thành phố Kon Tum, đoạn qua ngã tư đường tránh với đường liên thôn Kon Sre, Kon Koto, xã Đắc Rơ Va cũng khá nguy hiểm và thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông. Từ họ khánh thành cái đường này xong mà hầu như là tháng nào năm nào cũng có tai nạn, nó rất là nhiều. Trước đây thì cử tri có ý kiến là cái làm hai cái bóng đèn đèn lớn á để nó sáng lúc chiều tối đi mờ mờ ấy, không thấy là ý kiến, nhưng mà bên thành phố là chưa hoàn thành. Gần bên ủy ban đợt vừa rồi thì có lên kiểm tra để làm hai cái cờ bên này nhìn dưới đó thôi. Sau khi có ý kiến kiến nghị của cử tri, đơn vị bảo trì và quản lý đường đã tăng cường các vạch kẻ đường, biển báo và đèn cảnh báo hạn chế tốc độ nhưng vẫn không hiệu quả. Ngoài quy định hạn chế tốc độ trên tuyến tránh, người dân kiến nghị thay các vạch kẻ đường giảm tốc trên đường liên thôn thành các cờ giảm tốc hoặc có biện pháp phù hợp nhằm giảm thiểu các nguy cơ tai nạn giao thông tại ngã tư này. Hầu như tai nạn là từ đây về hết, vì nó về từ đây nó đi rất là nhanh. Từ dưới lên thì nó vừa quan sát được, thứ nhất là nó quan sát được, thứ hai nữa cái ngã tư kia mà ngã tư đây này, phía bên này là không quan sát được bên trên, khó quan sát hơn. Nó đi tốc độ đấy, tốc độ rất là nhanh luôn. Quan sát mà từ tầm 30 mét mình nhìn thấy mà mình đi qua là vẫn bị, nó đi rất là nhanh luôn. Cái đường đây nó, tại vì nó chở đồ nó xuống, nó đây nó sầu xuống. Trước đây thì tôi cũng có ý kiến là làm biển báo, một là biển báo, hai là cái làm tóc gờ á, cái gờ bên dân sinh với lại điện, cố gắng làm cái điện công lộ cho nó lớn để dân nó sáng, với lại nó đi qua phía bên này nó cũng thấy mà mình cũng thấy, tại vì cái đường này nó khó quan sát, họ đi nhanh họ rất là khó quan sát, chỉ cần đi qua một bước hai bước đó là bị. Sau khi kiến nghị của cử tri, tuy hiện nay tại hai điểm nút mất an toàn giao thông trên tuyến tránh qua thành phố Kon Tum đã được đơn vị bảo trì và quản lý đường bộ đã có biện pháp khắc phục, nhưng thực tế vẫn còn những điểm khó khăn chưa xử lý dứt điểm.
hiện người dân rất mong muốn các ngành chức năng tiếp tục quan tâm và có giải pháp căn cơ, hữu hiệu hơn nhằm đảm bảo an toàn giao thông khi qua lại các điểm này.